chơi được mà chả kéo được đội nhất. Mấy lần? 5 lần. Đội nhất thế nào? Oh my god. Sao cái lỗ luôn. Con lần cứ tăng cái lỗ luôn. Tăng cái lỗ hai rồi. Em không biết, bên đây mình nhìn. Ba rồi. Hai. Hỏi mọi người ý. Kể ai ta chả kìa cho mọi người chứ mày đâu. Các người đã nhớ tới. Thế chả nhớ. Oh my god. Nhanh đi. Giờ kiểu xanh chín. Xanh chín à? Các người hãy nhớ tới đơn ta. Anh ơi. Adi. Adi. Có ai đi kê? No, Adi. Why Adi? Adi khôi quan trung. Nè. Adi nữa. Adi. Ôi, à ta, quê là sắp nặng. Hôm nay đi. Phải. No. Bà quê là sắp nặng thôi. Mắt tự theo cười. Mặc quần kìa. À đi. À chuộng. Mặc quần kìa. Là bà quê là sắp nặng giọng. À đây. Mặt đá sku. Mấy lần rồi? Ok, fine. Bye. Good. Cả người từ lúc em bị chê về tầm nào. Mọi người, nhưng mà cái giường này là giường của mình mọi người. Mọi người. Thế là mình đang ngủ cái giường này đó. Gãy thôi. Anh khôn lột 6 vòng gãy thôi mọi người. Giường như mình ngủ đấy mọi người. Cái nào không? Thôi em không. À, cũng bà rợi. Đấy nhá mọi người mà muốn nạp xu ấy, mọi người vào ZaloPay ấy, ở đây nạp sẽ được rẻ hơn 28%. Ở ZaloPay nhá mọi người. Mặt trời ơi mọi người nhớ lên ZaloPay bây giờ. Anh đặt đi kệ. Anh coi. Đâu? Ê. Xong rồi. Đi cây thế thôi. Chicken. Chicken đan. Khôi chicken đan. Gọi thì cái nào cũng cái gì. Vì đi ăn lên tú. Cơm đấy mọi người. Dạ ông ơi. Filter. No filter. Nó Lên Zalopay mọi người cho cả đạt nữa nha. Nói cho cả hai người ta nghe luôn á. Hai Việt Nam á, mọi người lên Zalopay á. Lần đạt đầu tiên thì sẽ được giảm giá 1.000 nữa. Còn lại cả lần nào cũng được giảm giá. Ừ, mọi người lên show TikTok.com ý. TikTok giống như kiểu mọi người đọc ở trên web á. TikTok.com. Mọi người chọn cái phương thức thanh toán là bằng Zalopay thì sẽ được giảm giá. Đó là gì? TikTok.com nha mọi người. Mọi người hiểu không? Anh đặt tay lên. Đây một tí. Ui thế chứ đau bụng thế. Không. Nhiều. Không phải. Không phải ăn cái đấy khổ lắm. Đâu tí sức. Đã bảo là không phải rồi. Cứ bảo là mình ăn cái đấy. Nhưng mà không phải là do ăn cái đấy. Cái gì? Vậy như nào? Ta lại chơi với mày rồi. Thì chả còn gì nữa. Mọi người mà muốn làm xu thì mọi người vào ZaloPay nhé. Vào trang web tiktok.com. Vào trang web tiktok.com nhé mọi người. Xong mọi người đau bụng. Xong mọi người vào
Đen. Why? Đen. Mọi người vào phương thức thanh toán là phương thức thanh toán là Zalo Pay sẽ được rẻ hơn. Đen thế. Bạn này bạn đi cái gì? Ui ôi. Rất mất thời gian. I don't know. Với lại làm nhé. I don't know. Cả mình nữa. Huy Tấn. Đồ filter. Filter. Bà bóp mặt 50% đây này. Filter. Nào, Yim xem xinh hơn không? No. Xinh chưa? No, xinh. Filter. Xinh. Filter. Xinh. Xinh nhá. Yim. Mọi người nhớ nha, mọi người nhớ nào. Nào số ở TikTok, ở Zalo Pay nha mọi người. Đúng rồi, ở Zalo Pay nha mọi người. Mọi người vào trang web tiktok.com ấy. Nhìn xinh hơn bao nhiêu. Làm gì đấy? Nô. Ui dồi ôi, bài vuốt tóc của mình hay sao ấy. Ui dồi ôi, bài đánh nước, bài vuốt tóc, trời ơi. Ui nhìn này. Bài đánh nước và ấp lên đầu mình và vuốt tóc. Ui trời. Ừ thế nào thôi. Con này. Bi vù vù vù. Ờ. Bi đặt à bi ốm. Nó ốm. Ui rồi. Gì đấy? Mọi người tranh thủ ra lớp bay để mình đi đôn gạo. À. Mọi người tập. Nó no, no, cá hát. Ủa tưởng chia tay rồi. Thì quay lại, xong mai chia tay tiếp. Nhá. Này, Khôi. Vứt, vứt, à. Vứt nhá. Không vứt. Này, Khôi, Khôi, Đạt, Vidya. Rất mất thời gian. Hả? À? Anh đi. Nô nước. Khôi, Khôi, Đạt, Vidya, nô nước. Hello, chị yêu là... Nô nước. Khôi. 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 Cái con này rất là mất thời gian. Help me! Help me! Help me! Em thùi á. Go to Hồng Phi Gia. Good, good, go to Hồng Phi Gia. Đây, đây ai? Cần gì phải go to Hồng Phi Gia? Ủa anh chị cách nào? Được không? Có ai nạp trên Zalo Pay được không? Đúng không? Đúng nạp không? Ở Zalo Pay mọi người chỉ cần vào cái trang web tiktok.com thôi. Đúng không? Mọi người đúng chọn không? Phương thức thanh toán là Zalo Pay là được thôi mà. Đúng không? Ừ, rồi. Đúng còn không? Cái con Khôi này con mất thì... Nạp nhiều phần trăm đi. Rồi đây vào mà. Trang tiktok. Vào trang tiktok.com. Vào cái trang chính của tiktok. Này, thôi đi. Luôn, xong mọi người vào cho phần nạp. Nạp xu xong đến lúc là mọi người kịp. Ra đây đi. Ờ, video đau bụng à. Ờ, video đau bụng, đúng không? Video đau bụng. Phương thức toán là thẻ visa ấy. Thì mọi người chọn phương thức thanh toán là Zalo Pay thì sẽ được giảm giá. Cái gì? Nạp Zalo Pay rẻ lắm rồi, có bạn gọc tâm không nên là rẻ lắm này mọi người. Không hiểu. Nạp rồi anh nạp được này mọi người. Là vừa anh hê. Ê Đàn ơi, nói không nghe một cái vấn đề này mỗi ngày cứ nạp tới ao ra rồi báo lại đều được giảm 15.000 chứ không phải là lần đầu tiên phải 15.000. À thế à? Nạp được giảm 15.000 hết. Có nghĩa là một lần nào nạp cũng ngày nào nạp cũng được giảm 15.000. Đấy là nạp ở cái gói 70 xu. Đấy là gói 70 xu. Còn các cái gói kia thì được giảm 28%. Cũng được giảm luôn. Ờ nhưng mà giảm 28% anh hiểu không chứ không phải là giảm 15.000 anh bị điên à. Thank you mọi người. Bấm tay mọi người. Cái gói đắt tiền kia giảm 15.000 thì giảm làm gì? Là nó giảm 28%. Đúng rồi. Đúng. Ở trên web nhé nào. Ờ đúng rồi. Nha. Từ từ để tạo form đã. Rất mất thời gian. Ừ.
Lần đầu trong ngày đều được nhá. Anh. Ơi. Không, ai đi bôi thế? Đây, bôi ra đây. Vidia. Vidia, Tavila, anh quát em à. Anh quát em à. Anh quát em à. Ừ, son môi son, bôi son. Này to thế á. Này to thế á. Dối. Dối á. Dối. Nhưng mà sao ấy? Này. Đi. Nó. Bôi thế thì cả cục đi. Mọi người sẽ chụp ảnh nhé. Tức là mỗi ngày mọi người có thể tăng cho mình 70 xu với giá là 3.000 đấy. Cái gì đấy? Vô tóc mà bẻ thế thì bẻ làm sao? Mọi người đỡ phải đi lụm xu một ngày 3.000 với 70 xu thì rất là rẻ. Ali đâu? Ali trong túi quần. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thì bôi vào mặt. Thơm, nhưng mà nó là keo vuốt tóc. No, bôi vào mặt nhá. Đấy, chỉ được cái size là giỏi. Anh quát đi mà. Này thôi thế. Rồi. Chị Thảo. 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 Có mấy bạn comment là đạp được rồi thì mọi người đạp rất là dễ luôn. Nói thơ này à. Anh quát em à. Nạp thế nào anh ơi, khổ lắm, đã bảo rồi vào cái tiktok.com. Vào trong cái web tiktok.com. Anh có Zalo Pay chưa? Phải có Zalo Pay cơ. Mọi người vào cái web tiktok.com ấy, xong mọi người nạp. Nạp được rồi anh kìa, em nạp được rồi kìa. No good, Fidia good, home. Mọi người vào phần khuyến mãi, sau mọi người ấn vào cái 70 xu ấy, mất có 3.000 đồng thôi, được 70 xu rồi. Đúng rồi. Và trong đấy nạp là được giảm 28%. Mọi người góp 10 ngày là được 700 xu, góp 100 ngày là tặng cho Đạt hoặc là cho mình một cái xe nó, ô tô nó rồi. Anh Đạt. Mọi người chốt điểm thôi. Mẹ offline rồi à Đạt? Đang like này. Mẹ vuốt tóc để lên làm gì vậy? Vi bảo vuốt thì vuốt thôi. Vuốt đi ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ. Anh quát đi mà. Nói to thế á. Mọi người. Anh trai đẹp không mọi người? À. Chào con vợ Hoàng Đen, để vừa nạp được xúc với nhau này, vào đây để thả. Và Zalo Pay mà nạp anh Hoàng ạ. Rẻ hơn. Vào trang web tiktok.com ấy. Xong mọi người chọn phương thức thanh toán là Zalo Pay. Là rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn 28% đấy. Mà 28% là cả một vấn đề đấy mọi người. Cái gói 70 xu đấy là có mất có 3.000 đồng thôi. 18.000 được giảm 15.000 lần nạp đầu tiên trong ngày là mất có 3.000 đồng thôi. Đẹp không? Good. Good. Good, good, good. Sáng sủa, sáng bóng, sáng chói lóa. Anh vuốt lên thế anh không sợ bị nổ hói à? Tay có phải che làm gì? Anh quát thế mà. Anh quát em mà. Nói to thế á. Dối. Rồi. Đan ơi, Đan ơi, Đan bài thơ như này này Đan. Anh có thể mà. Đơn lên cao đi. 1, 2, 3. Đơn cao như này này. Imo. Như chụp hồi xưa ấy. 1, 2, 3.
Anh quát em à? Nó anh quát em à? Anh quát em à? Ờ. Thế nào? Anh quát em à? Anh quát em à? Nói to đấy em. Rồi. Từ từ. Nào. One, một, one, two, one. Anh quát em à? Từ từ. Lấy một tí nào. One. Anh quát em à? Ừ. One, two, three. Anh quát em à? Nói to đi à? Rồi. Rồi. Anh chả yêu em. Chả quan tâm đến em. Chẳng thương em. Anh chả thương em. Anh chả quan tâm đến em. Em vô tóc đẹp này mà không thích em. Anh thích tôi xin đời. Nè. Hả? Nó. Aku, aku marah, marah. Aku marah lo. Aku marah lo. Dasmu, dasmu, marah lo. Dasmu, dasmu. Neng di, neng di. Tak kere, tak kere. Đẹp không mọi người? Tóc này đẹp hơn không? Thì cố gắng đi. Sao đâu? Nhanh chân nha mọi người. Con nào đấy? Con Ngọc Mai kia. Anh có để mà ông vô một phát. Kiểu gì nhỉ? Không đẹp nhỉ? No, no good. Ừ? No good. Ừ. Good. Chẳng thấy gì là ngầu. Thì có cần ngầu đâu. Rồi đã đến khúc ngầu chưa? Nhỉ? Ừ? Đã đến khúc ngầu chưa? Em thử pick up video nhé. Ừ. Nạp 70 xu à? Được, nạp 70 xu mất có 3.000 thôi.
Ở Zalopay 30, à đâu mất 3.000 đúng không? Mất có 3.000 được 70 xu. Và Zalo Pay nhé mọi người. Zalo Pay đang có chương trình khuyến mại đấy. 70 xu mất 3.000 đồng thôi. Vào web tiktok.com. Tiktok.com. Mọi người chọn là phương thức thanh toán là Zalo Pay. Anh qua đây mà nói to thế á. Anh biết người mà. Ai. Nhưng mà sao toàn đi cái kiểu gì nhỉ? Đây, đây, đây. À. Chia lên đây. Chia lên đây. Katanya kalian nyuruh aku PK sama Datsila. Giliran aku PK sih marahin. Kemarin PK sama Datsila, PK sama Datsila. Sekarang aku udah PK loh. Đấy, mọi khi các bạn là PK với Datsila đấy. Bây giờ PK ra. Katanya suruh PK. Mọi người, PK Datsila spam, spam, spam. Bây giờ PK rồi. Sekarang udah PK đó. Ừ, cái đi em. Đây, 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 đây. Đây một tí. Đây một tí. Đây một tí. Anh quá đẹp mà. Nói tôi thế. Rồi. Nhi tôi dari anh coi guys. Tapi aku gunain kayak gini. Itu sebenarnya itu tas. Chị Thảo đi shopping. Chị Thảo đi shopping nhỉ? Itu tas rajut. Itu di hotel ya? Enggak, di lapangan. Di lapangan hotelnya. Aing dat. Leo. Leo? Bộ, chết đi. Bộ luôn. Aing dat. Leo, acid. Acid giúp lát. Thank you. Bye. Dubai. Thank you. Để mà hôn đi nhé. Bye. Tiền qua Zalo Pay mọi người.